Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mua rau xeo to cằn có ký hiệu là ARN này bạn. Thì to cằn này trước kia mình đã hướng dẫn cho bạn cờ lem các bạn. Thì hiện tại dự án này nó chương trình này nó kết thúc các bạn. Nó đang bán rau xeo là trong vòng 5 ngày các bạn. Thì còn 2 ngày nữa kết thúc nữa các bạn. Thì thông tin nó sẽ list lên một số sàn như là B2B và sàn Finetbook các bạn. Đây là một sàn giao dịch, một sàn desk các bạn. Thì một tôi cần mà list sang desk nó sẽ giá khá là cao các bạn, và ship container nữa các bạn. Thì trên Finetbook nó cũng đã tạo quýt nữa các bạn. Thì cái sàn Finetbook thì các bạn cũng đã biết các bạn là một sàn giao dịch khá là lớn các bạn. Dự án này khá là ngon các bạn. Thì để mua được thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, sau đó các bạn dán vào một đáp này. Các bạn dán vào các bạn, dán vào để app nè, rồi bạn bấm gỡ nữa các bạn. Rồi sau khi vào thì các bạn chọn mạng BB xem match nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chọn một rau sale nữa các bạn. Các bạn connect nha bạn. Các bạn chọn vào kết nối nè. Thì mình mua tối thiểu là 0.1 BNB nha các bạn. Thì các bạn đánh vào đây 0.1 BNB có khoảng 40 đô ạ. Thì mình sẽ get được 50.000 tốc căng ARN nè các bạn. Sao ít dư ta. Thì 0.2 được nhiêu, 0.2 thì được 60.000, 0.1 thì được 50.000 rồi ta. Rồi mình quyết định mua luôn rồi ta các bạn. Rồi nếu bạn mua bấm vào một mũi tên này các bạn. Rồi các bạn sẽ gửi cho nó khoảng 40 đô ạ, chấp thuận luôn. Rồi sau đó thì các bạn chỉ việc copy địa chỉ với BNB Smart Chain của mình và thôi nha các bạn. Nó đang chuyển các bạn. Rồi các bạn gõ chìa khóa là BNB bcscan.com nè. Sau đó các bạn dán con sắt mình vào nè các bạn. Rồi các bạn gỡ một tìm kiếm. Nhưng mà dự án này list sàn Bankai Swap mình sẽ không hướng dẫn các bạn hầu các bạn. Vì nó sẽ list sàn Finet mình sẽ hướng dẫn mà hầu bạn. Thì mà nó về được 50.000 nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi. Thì các bạn gì copy con sắt nó thôi các bạn. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi nếu không có thì các bạn thêm từ đồng tiền mã hóa nha các bạn. Các bạn dán đi xem động nó vào nè. Vì mình đã thêm rồi nha các bạn. Rồi. Thằng các bạn chờ chút xíu nữa các bạn. Đâu rồi ta? Rồi, thì trước kia mình đã claim được 18.000, giờ mình đã mua 50.000 nữa là được 68.000 nè các bạn. 68.300 tốc cần ANR nữa. Rồi vậy vì sau này tốc cần này nó sẽ list sàn nào mình sẽ thông báo các bạn bán sau nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.